sẽ là một thiếu sót lớn nếu như không đề cập đến sự thành công ở trong năm 2020 của nhà Samsung, nếu như không có sự hiện diện của chiếc Samsung Galaxy A51, là một chiếc máy nằm ở trong phân khúc tầm trung đã được ra mắt vào giai đoạn nửa đầu của năm 2020. Và ở thời điểm hiện tại thì Samsung đang có những thông tin về chiếc Samsung Galaxy A52, một chiếc máy hứa hẹn với những thông số vô cùng nổi bật mà trước đấy mình đã từng làm bài cận cảnh cho anh em. Và rất nhanh thôi thì hiện tại Viettel Store TV đã có chiếc Samsung Galaxy A52 ở đây. Và để tìm hiểu xem là so với chiếc Galaxy A51 chúng ta có những nâng cấp gì và liệu chúng ta có nên bỏ một khoản tiền được cho là lớn hơn so với chiếc Samsung Galaxy A51 hay không, thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong bài đánh giá nhanh chiếc Samsung Galaxy A52, đồng thời so sánh nó với chiếc Samsung Galaxy A51 nhé. Bắt đầu video. Và đây chính là chiếc Samsung Galaxy A52 của chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ nêu lên toàn bộ những cái trải nghiệm ban đầu của mình ở trên chiếc máy này. Khi mà chúng ta nhìn vào chiếc Galaxy A52 thì đó là một trong những phiên bản được hoàn thiện hơn về ngôn ngữ thiết kế so với chiếc Galaxy A51 trước đó. Khả năng hoàn thiện ở trên chiếc máy này nó đã tốt hơn rất nhiều, cầm máy có cảm giác đầm tay và rất là thoải mái. Có một trong những cái mình cảm thấy khá là thích đấy là phần module camera năm nay nó đã được làm tệp màu so với phần mặt lưng. Nếu như mà anh em lựa chọn phiên bản màu khác, ví dụ như là màu xanh nhỉ, thì chúng ta sẽ có một cái màu sắc mà nó trùng hợp so với phần bên ngoài, nhìn nó sẽ rất là đã mắt. Tuy nhiên thì có một trong những cái mà mình nghĩ rằng nó sẽ là một điểm phải đánh đổi, đó là trọng lượng ở trên chiếc Galaxy A52 này nó sẽ hơi nặng hơn so với trọng lượng ở trên chiếc Galaxy A51, một điểm mà hơi đánh đổi một chút. Và có một trong những cái nữa đấy là phần khung ở trên chiếc Galaxy A52 nó vẫn sẽ được làm bóng so với thế hệ tiền nhiệm là Galaxy A51. Thế nên trong quá trình của mình cầm thì nó sẽ có một cái cảm giác gì đấy nó khá là bám mồ hôi và dấu vân tay, và chúng ta sẽ phải đeo ốp lưng cho chiếc máy này. Để qua các chi tiết ở bên phía các góc cạnh thì ở bên phía cạnh bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng. Ở phía cạnh dưới chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 3.5mm, một mic thu âm, cổng kết nối USB Type-C và một loa ngoài. Ở phía bên trên thì chúng ta sẽ có đấy là khe cắm SIM, khe cắm thẻ nhớ, và chúng ta sẽ có đây, đấy là thêm một mic thu âm nữa. Ở bên phía cạnh phải chúng ta sẽ không có bất cứ một cái gì cả. Theo những quan điểm cá nhân của mình thì mình cảm thấy rằng đây là một phần phím được hoàn thiện khá là tốt, cảm giác cho bấm nó có một cái độ nảy nhất định. Thực ra thì ở trong phân khúc tầm giá này thì đó là thứ mà chiếc Galaxy A52 này nên được trang bị thì nó sẽ là tốt nhất. Lần sang bên mặt trước thì theo như trải nghiệm thực tế của mình thì phần viền màn hình ở trên chiếc Galaxy A52 nó sẽ dày hơn đôi chút so với phần viền màn hình ở trên chiếc Galaxy A51. Để tiện so sánh thì mình có một chiếc Galaxy A51 ở đây để cho anh em có thể so sánh. Đấy là phần viền dưới ở trên Galaxy A51 khi mà nó nhìn vào nó vẫn có một cái sự cân đối nhất định. Còn ở trên Galaxy A52 chúng ta nhìn thấy rõ được có một cái sự chênh lệch. Đấy là phần viền này nó sẽ dày hơn khoảng 0.1 đến 0.2mm. Thực ra thì khá là khó để nếu như anh em để ý không kỹ thì anh em sẽ nhận ra được. Tuy nhiên thì khi mà mình nhìn lâu thì mình đã nhận ra được cái này, và đó là một trong những cái mà mình muốn lưu ý dành cho anh em. Thế còn về thông số màn hình thì sao? Máy sẽ được trang bị một màn hình với kích thước là 6.5 inch. Tấm nền mà máy sử dụng ở đây đây là tấm nền Super AMOLED, và độ phân giải máy sử dụng sẽ là độ phân giải Full HD+. Trên những trải nghiệm thực tế thì màn hình ở trên chiếc máy này vẫn đem đến cho chúng ta một mức độ sáng cao, và có một trong những cái lưu ý nữa đấy là khả năng hiển thị màu sắc ở trên chiếc máy này nó vẫn đảm bảo, đấy là nó giúp cho chúng ta có được những cái hình ảnh rất rực rỡ. Về độ nổi khối thì ngay cả cái hình nền bên ngoài của Samsung cũng đã show cho chúng ta thấy được điều này, đấy là chúng ta hoàn toàn có thể nhìn rõ được những cái chi tiết nó nổi cộm lên ở bên trên phía màn hình, giúp cho chúng ta có được những trải nghiệm giải trí nó tốt nhất, và nó cũng đồng thời đem đến cho chúng ta một cái hiệu ứng thị giác nhất định trong quá trình chúng ta sử dụng. Mà có một trong những điểm mình cũng cần phải lưu ý đối với anh em, đấy là phần màn hình ở trên chiếc Galaxy A52 năm nay sẽ đi theo trường phái ngôn ngữ thiết kế của chiếc Galaxy A51 khi mà nó sẽ được làm phẳng. Và qua đây nó cũng sẽ giúp cho chúng ta tránh được trường hợp là chúng ta làm rơi vỡ máy, thì nó sẽ hạn chế cho chúng ta đôi chút hư hại, đồng thời đem đến cho chúng ta có một cái cảm giác cầm máy nó thích hơn, nó không quá trơn trượt giống như là những cái chiếc máy được bo cong rất nhiều của nhà Samsung. Và có một trong những cái mình cũng cần lưu ý nữa, đấy là với cái phân khúc tầm giá này thì Samsung cũng đã đầu tư đôi chút khi trang bị cho chúng ta tần số quét màn hình 90Hz để chúng ta có được những cái trải nghiệm thị giác nó tốt nhất. Trên những trải nghiệm thực tế của mình thì mình hoàn toàn thể cảm nhận thấy điều này. Tuy nhiên để mà xét xem liệu nó có tối ưu đối với một vài nền tảng ứng dụng hay không thì trong khoảng thời gian sắp tới chúng mình sẽ làm bài đánh giá chi tiết để cho anh em có thể biết được đấy là liệu cái màn hình này nó có tối ưu tốt trên một số nền tảng hay không, hay nó chỉ là một màn hình 90Hz để chúng ta có thể sử dụng dưới các tác vụ thông thường và dưới những ứng dụng được hỗ trợ vốn dĩ đang rất ít ỏi của nền tảng Android. Tiếp đến về camera thì chúng ta sẽ có một hệ thống 4 ống kính camera sau với độ phân giải là 64, 8, 5 và 2 megapixel. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào trong giao diện thì chúng ta vẫn sẽ có khá nhiều những tính năng để chúng ta có thể sử dụng, và nó gần như là những tính năng tương đồng so với chiếc Galaxy S21 Plus, ngoại trừ những cái tính năng độc quyền mà series Galaxy S21 năm nay được trang bị mà thôi. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có một vài cái tính năng khá là thú vị, ví dụ như tính năng vui nhộn ở đây thì anh em có thể lựa chọn những cái tấm filter và chúng ta sử dụng, và nó cũng gần như tương đồng so với một vài tính năng như kiểu Animoji hay Mimoji, thế nên chúng ta sẽ có rất nhiều
nhiều những thứ vọc vạch hệ thống camera. Tính năng chụp một chạm thì không cần phải nói, nó đã được duy trì từ thế hệ Galaxy S20, Galaxy A51, A71 thì đến Galaxy A52 chúng ta vẫn sẽ có tính năng này. Và khi mà mình vừa mới đưa mặt mình vào đây thì như anh em có thể nhìn thấy thì da mặt của mình nó sẽ được làm rất là mịn. Thế nên là những chị em phụ nữ khi mà sử dụng camera trên chiếc máy này sẽ chụp ảnh rất là tốt. Nhưng mà theo như trải nghiệm cảm quan của mình ý, thì ảnh cho da nó, da mặt mình sẽ có một cái sự gì đấy nó hơi bệt, nó không được quá thật cho lắm, hay là do điều kiện môi trường studio đèn chiếu quá nhiều thế nên khiến cho da mặt của mình như thế này. Mình cũng không rõ và phải chờ đến khi mà những cái trải nghiệm sử dụng thực tế của mình thì mình mới có thể biết rõ hơn là camera ở trên chiếc máy này nó sẽ như thế nào. Kế đến thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu mặt hiệu năng. Máy sẽ được trang bị con chip Snapdragon 720G, kết hợp với đây chúng ta sẽ có hai option RAM là 6 và 8 GB, và chúng ta cũng sẽ có hai option ROM đấy là 128 và 256 GB. Trên những trải nghiệm sử dụng thực tế thì về cơ bản con chip Snapdragon 720G vẫn là một con chip mạnh nếu như mà xét trong phân khúc tầm trung, nhưng với một cái khoảng giá cao hơn, mình nghĩ rằng chiếc máy này sẽ nằm trong phân khúc tầm giá cận cao cấp. Và đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng đã có một vài cái thông tin leak về giá, thì điểm số AnTuTu ở trên chiếc máy này nó sẽ hơi khó chấp nhận một chút. Khi mà với một khoảng giá cao như vậy thì chúng ta hoàn toàn thể sở hữu được những con chip dao động trong khoảng Snapdragon 765G hay Snapdragon 775 hoặc Snapdragon 750G là những con chip khá mới thời điểm hiện tại. Thì Samsung vẫn khá là trung thành với con chip Snapdragon 720, và trên những trải nghiệm thực tế thì đây là số điểm mình đã chấm được, 292.250 điểm. Và với số điểm CPU cao như này thì nói gì chăng nữa chúng ta vẫn thể xử lý với các tác vụ hàng ngày một cách rất thoải mái thôi. Chạm vuốt thì nó sẽ không xảy ra hiện tượng bị giật lag, nhưng mà nếu như mà chúng ta chơi game nặng thì chúng ta sẽ phải tùy chỉnh đôi chút mặt cấu hình. Về giao diện thì máy sẽ được chạy trên giao diện One UI có nhiều tùy biến, và nó cũng là một trong những cái thách thức đối với 6GB RAM ở trên chiếc Galaxy A52. Và nếu như anh em có nhiều tiền hơn, anh em có một khoản nâng cấp nhiều hơn, hoặc Samsung cũng đẩy phiên bản 8GB RAM về, thì việc sở hữu một chiếc máy 8GB RAM cũng là một cái gì đấy khá tốt. Nhưng mà khi mà sở hữu phiên bản 8GB RAM thì mức giá nó cũng sẽ cao hơn. Vậy thì theo anh em liệu cái mức giá đẩy lên nó có xứng đáng để sở hữu hay không, thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Cuối cùng đó là về pin, thì so với Galaxy A51 chúng ta sẽ được trang bị một viên pin với dung lượng cao hơn, đấy là 4500 mAh, và chúng ta sẽ có sự hỗ trợ của sạc nhanh 25W. Sạc nhanh 25W ở trong phân khúc này thì nó là một công suất sạc ổn, nhưng nếu như mà để nói về viên pin 4500 mAh thì đó là một thách thức liên quan đến thời lượng on screen ở trên chiếc máy này. Khi mà với màn hình tần số quét 90Hz thì có thể ảnh hưởng rất nhiều đến thời lượng on screen, nhưng mà dù sao đi chăng nữa với một vài cái tính năng phụ trợ ví dụ như là màn hình AMOLED để sử dụng dark mode tốt hơn thì đây vẫn sẽ là một màn hình đem đến cho chúng ta được những cái trải nghiệm sử dụng tốt và thời lượng on screen cũng khá ấn tượng. Vậy thì anh em đánh giá sao về chiếc Galaxy A52, và đấy là toàn bộ những trải nghiệm sử dụng của mình ở trên chiếc máy này sau một khoảng thời gian trải nghiệm rất ngắn mà thôi, thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như nhớ subscribe kênh YouTube của chúng mình, nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.